Asina sau khi trốn thoát ra khỏi hoàng cung, đi trong sa mạc cô biết ngay mà, ban đêm ở sa mạc thật lạnh lẽo, may mà có một sưởi ấm trên áo choàng của cô, vì chẳng có ai ở xung quanh đây nên cô đưa tay gỡ ma thuật trên hoa tai. Ngay tức thì mái tóc vốn có màu bạch kim của cô xuất hiện, Asina đeo lại mạng che mặt và bước đi tiếp, cảm giác cô đơn khi cô đi một mình lại quay lại rồi. Hồi còn bé cô hay đi với bác Ian, bác của Asina cũng thích đi khám phá các nơi giống như cô. Bác ấy cũng là người đầu tiên cho cô hiểu khám phá là gì. Mỗi lần thấy bác Ian tới là cô vui mừng chạy nhào vào vòng tay của bác. Ông ấy bế cô lên và hỏi con có muốn đi khám phá với bác không, Asina. Cô ngây thơ hỏi khám phá. Đó là gì thế ạ? Ian nhẹ giọng giải thích, có rất nhiều điều trên thế giới này mà chúng ta chưa từng biết đến và khám phá chính là cách để chúng ta tìm hiểu những thứ đó. Trẻ con ở tuổi này thường khóc lóc khi được đưa tới một nơi lạ lẫm nào đó mà không có bố mẹ. Nhưng lạ thay, Asina lại thích những nơi như thế. Hồi đó, bác Ian đã gặp rắc rối với mẹ Asina vì đưa cô đi khám phá. Tuy nhiên, có một khoảng thời gian cô đã sống theo ý của mẹ, Asina tham dự những bữa tiệc mà mẹ muốn, và ngày nào cũng phải gặp những người giống nhau, thậm chí ăn uống cũng phải đúng giờ. Mặc dù đối với người khác lối sống này là bình thường nhưng cô thì lại không chịu nổi. Cô còn nghĩ thà chết còn hơn là sống như vậy, vì cô cảm nhận được thế giới này bao la đến nhường nào. Mỗi vương quốc lại có một văn hóa riêng, lịch sử và cách sống cũng vậy. Lúc nhận ra điều này, cô đã không thể ngồi im một chỗ, cô háo hức muốn được khám phá và tìm hiểu mọi thứ. Asina nên ghi chép chuyến đi này vào sổ như thế nào nhỉ? Đang suy nghĩ thì tự nhiên khuôn mặt của CH xuất hiện trong đầu cô. Asina thắc mắc sao tự nhiên anh ta lại xuất hiện trong đầu mình chứ? Cô tự trấn an mình, tỉnh lại đi, Asina, mày đang ở sa mạc đấy. Cô mở la bàn lên nhìn và tự hỏi trong đầu, khi về đến nhà cô sẽ kể với bố mẹ rằng chuyến đi này rất khó khăn. Chuyển cảnh trong cung điện, Varai hỏi kỵ sĩ đã tìm thấy gì về cô ấy chưa? Tên lính cúi mặt xấu hổ nói tôi xin lỗi, tôi đã đi hỏi xung quanh, nhưng chẳng nhận được thông tin gì về người phụ nữ tóc bạch kim mắt đỏ thẫm đó. Varai vẻ mặt thất vọng, vậy sao? Hắn ra lệnh tiếp tục tìm kiếm đi, miễn là không quá nguy hiểm. Vâng thưa ngài, thủ lĩnh Varai, hôm nay tôi đã thấy một thứ khi đang đi trong khuôn viên cung điện. Thứ gì? Tôi thấy một vài binh lính của ngài Gia Kun đang rời khỏi cung điện. Varai kinh ngạc, phía chúng ta có động thái gì không? Tôi không chắc chắn lắm nhưng tôi nghĩ điều này không liên quan gì tới chúng ta. Varai lạnh lùng bảo kỵ sĩ đi tìm hiểu chuyện này cho chắc chắn đi. Vâng thưa ngài, tên lính đi ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Trong phòng Varai đứng khoanh tay nhìn bầu trời đêm tối sa mạc qua cánh cửa sổ. Trong cung điện của CH bầu không khí cũng không khá hơn mấy. Kazim sợ hãi gõ cửa và tiến vào bẩm báo. Chúng tôi đã lục tung cả cung điện nhưng không thể tìm thấy cô ấy, có vẻ như cô ấy đã không còn trong hoàng cung nữa. Chúng tôi cũng đã tìm trong thành phố. Nhưng vì đang có lễ hội nên đường phố rất đông đúc, rất khó để tìm kiếm. Nhưng tôi chắc chắn cô ấy vẫn còn ở trong thành phố Once. Với sức lực của một người phụ nữ thì cô ấy chưa thể ra khỏi đây được. Vẻ mặt của CH tối sầm lại khi nghe báo cáo. Cả ngày qua hắn đã không chợp mắt, bầu không khí tỏa ra áp suất thấp. Kazim cũng sợ hãi đổ mồ hôi lạnh. Trong lòng hắn thấy bất an, ngày ấy không trừng phạt cũng không trách móc hắn. Thực ra cả đêm qua ngày ấy đã không cử động một chút nào, hắn không biết ngày ấy đang nghĩ gì. Thà ngày ấy trừng phạt hắn còn hơn. Sau một hồi im lặng, CH lên tiếng. Không, cô ấy không còn ở trong thành phố nữa, người như cô ấy có thể rời khỏi đó nhanh thôi. CH tức giận và tự trách bản thân mình, có vẻ như ta đã quá bất cẩn. Kazim cúi gằm mặt xin lỗi, thứ lỗi cho tôi, ngài CH. Nhưng CH không để ý chuyện này, ngươi không cần phải xin lỗi, người mất cảnh giác là ta chứ không phải ngươi. Hắn gõ tay lên bàn mà ngẫm lại trước đó cô ấy còn thoát được ra khỏi nhà tù, đúng thế, hắn đã quá bất cẩn. Lý do mà cô ấy không sợ hãi ngay cả khi bị nhốt trong một nơi lạ lẫm, là cô ấy có khả năng trốn thoát bất cứ lúc nào cả cô ấy muốn. Dù tù ngục có quản chặt như thế nào, người đó vẫn không sợ sệt nếu cánh cửa có mở. Hậu cung là nơi ngự sâu nhất trong cung điện, nên CH đã dám chắc cô ấy không thể thoát ra dưới sự kiểm soát của hắn. CH tức giận nghiến răng, hắn thật ngu ngốc. Chính là lúc này Uma ôm một cái túi đi vào. Ngài CH, tôi đã mang đến chiếc túi ngài yêu cầu. Chúng tôi đã kiểm tra chiếc túi rồi nhưng không có gì đáng ngờ cả. Phép thuật bảo vệ trên túi đã bị gỡ bỏ. Chắc hẳn cô ấy đã mang theo tất cả những vật quan trọng bên mình đi. CH quay lại nhìn những món đồ dưới đất rồi gãi gãi đầu ra lệnh. Kazim, đi chuẩn bị xe ngựa đi. Hai người họ ngơ ngác nhìn nhau. Ngài định. Thấy sắc mặt CH bọn họ im bặt lời muốn nói. Anh ta khẽ gật đầu đúng vậy. Ta sẽ tự mình đi tìm ra cô ấy.